Rồi, chào các bác. Hôm nay mùng 8 tháng 3 thì cây hoa giấy này thì mua mấy hôm rồi. Cây tường vi chưa có hoa nhưng cũng gọi là cây hoa. Mùng 8 tháng 3 chúc các bác nữ thì luôn xinh đẹp mà sức khỏe thì đáng nha. Còn các bác nào nam thì mà là nam ấy thì chúc gia đình, vợ con, ông bà, con cái các bác cũng sức khỏe và thành công nha. Đấy thì hôm nay cũng có nhiều cái tâm sự các bác, bởi vì là vừa rồi có vào thêm một số cái cây ấy, thì tính ra trung bình tháng ấy, thì cũng tiền cây tiền chậu cũng phải tầm trung bình là 2 triệu đấy. Đấy, trung bình là 2 triệu. Thì đối với một người mà như công chức bình thường, mức lương ổn định thì nó khá là ảnh hưởng đến những cái cuộc sống. Nếu mà lương trung bình các bác nhé. Đấy, để mà nuôi đam mê thì nhiều khi nó cũng khó. Đam mê quá mức thì nhiều khi cũng mệt. Đấy thì hôm nay lợi dụng là 8 tháng 3 thì bảo là mua cây hoa. Đấy, tặng chung cho ông, tức là cho các bà, vợ con là chơi. Nhưng mà lý do chính là mình mua về mình chơi. Đấy thì hôm nay tôi đăng một cái trạng thái trên Facebook là tặng vợ với con gái là mỗi người một quả ổi. Đấy, vừa chua vừa chát đây. Nhưng mà nó là một cái chót cái vui thôi. Cái quay trở lại một cái vấn đề mà em muốn nói, đó là các cụ câu là phi thương bất phú các bác. Đấy, phi thương bất phú nhá, phi thương bất phú thì đúng là phải kinh doanh mới giàu được. Chứ công chức tháng có chỉ hơn chục triệu hay 20 triệu thì cũng vẫn là nghèo thôi. Thế thì quay trở lại cái nội dung kênh của em ấy là bonsai cây cảnh, thì các bác có để ý không? Trong tất cả các video của em ấy, em luôn cố gắng đưa một cái thông điệp gì đấy, nó một chút dù là ẩn ý hay nhẹ thôi, nó một chút về văn hóa, đấy các bác nhé. Mặc dù em để là trao đổi mua bán bonsai ấy, nhưng mà thực sự chưa bán được cây nào và cũng chưa có ý định bán. Thế thì một số cái tháng gần đây thì vào cây nó khá, thì thực sự là cũng muốn đẩy đi ấy, để mình vào cây mới phục vụ cái đam mê ấy. Nhưng mà đúng là nó cũng khó. Đấy, nó cũng khó. Quay trở lại vấn đề mà mua cây đó. Mua cây thì anh em mình quen ở chợ giá rẻ. Ở Hà Nội thì chợ Hà Đông là giá rẻ nhất rồi. Mà ví dụ mình có muốn bán thì các bạn biết hết cây cối giá hết rồi. Thì nó cũng khó. Nhưng mà phải nói với bác một điều này, nhất là chợ Vạn Phúc ấy, thì như em quay ấy, thì nó có ba đối với người bán nhé, ba cái loại. Một là có cửa hàng đấy, dù họ làm được cây hay là mua cây về bán thì họ có cửa hàng đấy, thì loại này đặc biệt đắt. Đấy, nhưng mà lại có cây đẹp, nhiều cây đẹp. Cái loại thứ hai là làm được cây nhưng mà phải đi bán rong ở đấy. Thì ví dụ như Bố Nhạn, Bố Tị, cây cực kỳ đẹp nhưng mà lại khó bán bởi vì giá chắc chắn nó cao rồi. Thì video gần đây em có quay một số cây đẹp lại khó bán. Đấy, cái loại thứ ba là những ông bán rong như ông Thìn, ông Khải, thì bán rong cây lại xấu, mình đi lấy cây về bán lại xấu, nhưng mà ít khi có cây đẹp lắm. Cây chỉ một vài trăm đôi triệu lại. Đấy, thi thoảng có cái đẹp nhưng mà nói chung là ít, và mua thì bởi họ thường bán trong ngày giá rất là rẻ, họ rất ngại trở về có vốn để vào cây mới. Đấy, còn những đội mà có địa bàn ở đấy rồi thì giá nó sẽ rất là giữ giá, giá rất cao. Quay trở lại vấn đề bác mua cây ấy, thì em có bán hay là tạm thời là chưa nhé, nhưng mà có ý định bán hay không ấy, hoặc là bất cứ người nào bán thì
thì chắc chắn là muốn bán được giá lãi, và người mua chắc chắn muốn mua rẻ và cây đẹp. Vấn đề là mình dung hòa, nghĩ là mình nên dung hòa. Thứ nhất là bác mua cây, bác xác định mua cái cây, ví dụ mua cây này, bác đầu tiên là phải thích nó cả, đúng không? Còn cái thứ hai là bác, mục đích của bác là chơi, và bác có nâng được cái tầm giá trị của nó lên hay không đấy, thì các bác hãy quyết định mua. Và cái thứ ba là cố gắng đặt vị trí mình vào vị trí người bán, người ta có thể lãi được bao nhiêu và mình có thể chấp nhận mua được bao nhiêu đấy các bác nhé. Bây giờ chắc là em trồng cái cây tưởng đi quay các bác xem nhé. Anh bác à, nhà nó có nuôi trâu á, sẵn cái phân chuồng trâu này, ủ mục trồng rất là tốt, được mà thậm chí mục của nó không cần đất đấy, thì mà hoặc là có thêm phân gà đó, cho thịt trâu càng tốt. Đang định trồng vào cái chậu Đồng Nai hoặc là chậu tàu ấy, nhưng mà đang kinh phí đang hạn hẹp quá, thì có gì mình trồng đấy, trồng tạm vào đây vậy, chứ không thể nào mà suốt ngày mà mình toàn tranh thủ mà bác tốn quá nhiều thời gian đó thì chết sợ. Bác trồng nha.
quên vẫn lệch một camera. Thì cái phân trâu nó rất là xốp, giữ ẩm rất là tốt, cây bén dễ hoặc là lên rất là nhanh và thoáng. Đấy. Vừa nãy có bảo là chưa bán cây nào, nhưng thực sự là cũng có ý định là đang lên bán rồi, nhưng mà nó cũng hơi khó đấy. Thì nói là đi thương bất phú, nhưng mà không phải ai cũng giàu được đâu, mình chắc không có duyên bán hàng, hơi khó đấy. Cứ hết sôi đi. Cứ sôi ra. Đấy, rất sốt. Sốt, cực sốt. Đấy, rất cực sốt. Rất sốt. Kiếm cái chậu đẹp mà thế thì hơi căng mà thôi, có gì thì trồng vào cái đấy, sống cái đã, chơi nó còn lâu dài quá. Đấy, đang nói với bác cái gì nữa quên, hôm nay chắc nói cái chuyện hơi nhiều. À, cái chuyện mà bán cây ấy, sự là cũng muốn đẩy đi ấy. Có đăng lên có bán ấy, nhưng mà khó, rất khó bán. Mình bán thì chắc chắn là phải bán giá nó cao lên rồi, có lãi thì bán đúng không? Và cái nữa thì mình lại mỗi khi mà có người hỏi thì lại cảm thấy rất là tiếc những cây mình đã mua. Mặc dù mình ôm đồm thì mình rất khó mà để thích những cây mới. Hôm trước rất thích cái nhót nhưng không mua được. Đâu. Bảo 700.000 không mua, bé bằng ngón tay. Đấy. Thế còn là thôi, đến đâu hay đấy, mặc dù bởi vì đều những cái cây mình đều mua là người mình thích, không bán thì cứ chơi đã. Mình quên hơi nhiều vừa nãy, không quay cái bệ, cây này bệ nó ngon lắm, ráng là giống tỉ muội xong siêu đây này, mà có cái ổi là kiếm như này thì cũng được, tỉ muội xong thân siêu này, có cái chậu tàu bẹt đế bẹt này, hoặc là cái máng ấy. Trông là đẹp lắm, ngoài bố với hòn đá nữa thì đẹp như để ý tưởng này tương lai đấy. Mai chắc chỉ trồng cây hoa giấy với cầm cây hồng ngọc mai cho nó bán đá thì quay ra xem đây. Mày thế rồi đã, tối rồi đã, mình đã chúc mừng đám ba quá nha. Quên mất, hình như là vừa nãy trồng cây này không biết có bị lệch camera không, nhưng mà đã chào các bác rồi, nhưng mà xin phép để quay lại cây này đã cho bác xem. Tử vi nó hơi nổi một chỗ là lá nó nhỏ, hoa đẹp, thân thì nó giống nhau rồi, thân với cái da giống nhau đấy. Và cái bệ cây này thì nó ok, tôi vùi dưới vừa nãy chắc chưa quay nhưng mà thôi lấp lên rồi. Xong thân này khá là già,
xong cân tỉ muội này, mềm mại này thì gọi tỉ muội các bạn nhỉ, cả hai cân thì để cho nó bung lụa đi, xong mình làm sao đây cũng hình hài một tí rồi, nhưng còn thô sơ lắm, gãy rất nhiều tại vì mua phải mà, chứ không phải em làm được đấy. Tay này ổn rồi, tay này thì để giật cái ngọn nó hơi một cái ngọn là bên này nhé, để bay ra phía bên phía siêu này, nhưng mà để giật cái ngọn đây để cho nó hài hòa đấy. Rồi thì cái video tiếp theo của em á sẽ làm lại cây hoa giấy này, làm lại thành cây tắc đổ, chắc hoa này chắc cắt bỏ luôn, nhưng mà không biết là mai hay là bao giờ có thể làm được, tùy thời gian nữa. Thế là gần nhất là sẽ làm cây này, tiếp theo là cái cây du này, tùm quá phải làm thôi. Mãi nói cái du này thì hôm qua ra chợ có gặp cái bác hay xem video của em ấy. Thì ra chợ gặp bác cái nghe giọng mình bác nhận ra ngay, mình thì không biết bác đấy, bác xem mình cũng biết, bảo ông mà quay cái video mà bảo uống nấm ngọc cẩu, uống rượu ngọc cẩu phê quá, xong rồi cắt be bét hết cây du nhưng không phải là cắt be bét được bác, em có ý đồ của em cả đấy, đấy. Thì là có ý đồ của em cả dáng thế đấy, đấy. Thì cũng là một cái chuyện vui đấy. Thì cái kênh của em thì kênh của em thì nó dân dã thôi. Các bác thì nhiều, rất nhiều bác là không biết làm cây, quay cũng quay cây rất nhiều người sao đang nói dở talk show với các bác tí lại có khách đấy. Thì cái action plan, tức là cái kế hoạch gần nhất của em thì sẽ làm mấy cái cây này, cây ngoài vườn cái thì nhiều lắm nhưng mà chưa cho lên được đấy. Tuần nó có một cái chủ nhật thôi mà, thì là làm cái du này, các bác còn chờ xem cây hoa giấy này à, đây cây lộc vừng cách đây có 3 hôm các bác nhìn nó có nhận ra nó không? Rất kinh khủng đấy. Và cái cây kia, cây hoang cây dại này đấy, bác theo dõi kênh của em đào trồng nó thì biết đấy. Còn cây kế hoạch tiếp theo là sẽ chuyển cái chậu cho cái cây Nam Điền này, vì cái chậu này nó không hợp. Đấy, dài hơi nữa là làm cây này. Và cây củ này nữa sẽ phải làm. Mùa này nó cây lên rất kỳ khủng, không thiếu việc làm quá. Rồi, các bác chờ xem nhé.